Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã đưa ra danh sách về quyết định kỷ luật đối với các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia. Trong đó, câu lạc bộ Hải Phòng cũng nhận án phạt. Trong danh sách kỷ luật của AFC, câu lạc bộ Hải Phòng cũng có tên và phải nộp phạt số tiền 3.000 đô la Mỹ, khoảng 73 triệu đồng. Đội bóng đất cảng phải chấp hành án phạt trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được AFC ban hành. Trận đấu khiến câu lạc bộ Hải Phòng bị AFC phạt là khi chạm trán với câu lạc bộ Rangers Hồng Kông trong khuôn khổ playoff AFC Champions League vào ngày 15 tháng 8. Lý do của án phạt đối với Hải Phòng mà AFC đưa ra là một khán giả đã xâm nhập vào sân thi đấu sau trận. Bên cạnh đó, trong thông báo kỷ luật, AFC cũng cảnh báo rằng câu lạc bộ Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt nặng hơn nếu như tái phạm. Liên quan đến trận đấu này, câu lạc bộ Rangers cũng bị AFC phạt tổng cộng 8.000 đô la Mỹ vì các vi phạm liên quan đến khán giả trên sân thi đấu. Ở trận này, câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng đậm 4-1 trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc để thua 1-3 trước câu lạc bộ Incheon United ở trận playoff quyết định khiến câu lạc bộ Hải Phòng không thể góp mặt ở AFC Champions League năm 2023 đến năm 2024. Tại AFC Cup năm 2023 đến năm 2024, câu lạc bộ Hải Phòng nằm cùng bảng H với Sabah, Hougang và PSM Makassar. Trong trận ra quân ở đấu trường châu Á, đội bóng đất cảng đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trước PSM Makassar, Indonesia, trên sân nhà Lạch Tray vào ngày 21 tháng 9. Ngày 5 tháng 10, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục chạm trán với câu lạc bộ Hougang, Singapore. Ở V-League mùa giải năm 2023 đến năm 2024, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ đá trận ra quân ở vòng 1 gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 20 tháng 10.